Nga lạnh người khi Hoàng đế pháo binh Đức xuất hiện ngay sát biên giới. Hoàng đế pháo binh Đức PZH-2000 được đánh giá là một trong những hệ thống pháo tự hành bắn xích tối tân và uy lực nhất thế giới thời điểm hiện tại. Bộ Quốc phòng Litva cho biết quân đội nước này đã nhận được hai khẩu pháo tự hành PZH-2000 nâng cấp đầu tiên để trang bị cho tiểu đoàn pháo binh Romuandas Giedra của lữ đoàn bộ binh cơ giới đóng tại Rukla. Những khẩu pháo tự hành PZH-2000 này được Litva mua lại của Đức vào tháng 9 2015. Họ sẽ nhận tổng cộng 21 tổ hợp, trong đó 16 triển khai chiến đấu, 2 dành cho huấn luyện, 3 khẩu còn lại để lấy phụ tùng. Ông Gediminas Jelinskas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva cho biết vũ khí trên sẽ giúp quốc gia Bắc Âu này tăng khả năng phòng thủ khi họ coi Nga là nguy cơ lớn nhất sau những gì diễn ra tại Ukraine. Cần lưu ý rằng Litva có đường biên giới chung với phần lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Khu vực này theo đánh giá sẽ trở thành bàn đạp của quân đội Nga để tiến sang châu Âu trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Pháo tự hành PZH-2000 được sản xuất từ 1996 bởi tập đoàn Cross Maffei Wegmann cùng nhà thầu phụ là Rheinmetall Land System và chính thức trang bị cho quân đội Đức từ năm 1998. PZH-200 sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2, trên đó lắp một tháp pháo xoay với pháo chính 155mm trên L52, chiều dài nông gấp 52 lần đường kính, tổng trọng của hệ thống là 55 tấn. Hệ thống pháo tự hành bắn xích PZH-2000 mang theo cơ số 60 viên đạn, tầm bắn tối đa đạt 30km đối với đạn thường, 40km đối với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn qua kiểm chứng thực tế đạt 3 viên trên 8,4 giây, 12 viên trên 59,74 giây và 20 viên trên 1 phút 47 giây. Pháo chính có góc nâng hạ trong khoảng trừ 2,5 cho tới 65 độ. Đặc sắc của PZH-2000 là khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số với chế độ MRSI, có khả năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn cùng một lúc. Để thực hiện phương thức này, PZH-2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các gốc khác nhau, từ cao đến thấp, đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ đến mục tiêu cùng lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây kể từ điểm nổ đầu tiên. Một tiểu đoàn 24 khẩu PZH-2000 có thể bắn 120 viên đạn trong vòng 60 giây, gấp 3 lần các thế hệ pháo đời cũ. Khi bắn theo đội hình nhóm thì PZH-2000 sẽ không khác gì một khẩu pháo liên thanh bắn đạn 155mm. Trái tim của PZH-2000 là động cơ diesel tăng áp MTUMT881K500 công suất 1.000 mã lực cho tốc độ tối đa 60km/h trên đường tốt, 45km/h trên đường xấu. Tầm hoạt động của PZH-2000 đạt 420 km, có khả năng leo dốc 30 độ và vượt chướng ngại vật cao 1 mét. Còn quái vật thép này có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí tác chiến mới để tránh bị đối phương đáp trả. Khi nhìn thấy quân đội Litva đưa Hoàng đế pháo binh Đức tới sát biên giới tỉnh Kaliningrad, có lẽ người Nga sẽ phải giật mình đề ra các biện pháp đối phó phù hợp nếu nổ ra chiến tranh giữa hai bên. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.